gái. Hai em gái ngồi, giới thiệu luôn đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, dạ, chào em chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả hôm nay. Dạ em tên là Phạm Lan Hương, năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty Hàn Quốc. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương ạ. Em đang làm việc bên khu thành phố mới á chị. Bình Dương luôn? Dạ. Hương 25 tuổi, làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em tên là Đoàn Minh Hoàng, năm nay 31 tuổi. Em đến từ Bình Dương, hiện đang làm kế toán, làm ở Tân Nguyên. Hả? Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên cách thành phố mới bao nhiêu xa em? Tân Nguyên qua thành phố mới chắc khoảng 5 cạch. Ôi thuận lợi, quá thuận lợi rồi. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ ưu điểm của em là một người hiền lành. Vẻ ngoài nhìn vô thì nhìn em có vẻ điềm đạm, làm lì, tạo cho người khác cảm giác là hơi khó gần. Và hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Bạn bè em mà nó hay có chuyện gì mà khó khăn, chuyện buồn ấy, thì em hay cho lời khuyên. Dạ. Rồi. Nhưng mà khi mà em có chuyện thì em cũng rối luôn. Không ai giải quyết được hết, phải tìm một người tâm đầu ý hợp với mình. Càng khuyên càng rối ha. Dạ. Rồi tật xấu của mình là gì? Mình có khuyết điểm gì không? Hát không được hay. Nhưng mà hôm nay lên chương trình thì em cũng sẽ hát một bài hát tặng đến chương trình và bạn nam bên kia. Rồi, làm luôn. Cầm xe mà đi cả hàng chiếc bê sọ ba cơm ôm ba cơm ê kì cơm ôm ba cơm mừng tung tung hê ôm ba cơm mừng nan chi hê ơi kì cơm mừng nó mu kì yêu qua ức sư cha ran ta. Dạ mà nói gì vậy em? Dạ bài đó là gia đình có ba con gấu, gấu ba, gấu mẹ và gấu con. Gấu ba thì mập mập mập, gấu mẹ thì dáng thon thả, còn gấu con thì rất là dễ thương. Nhúng vai thật là vui. Rồi bên kia điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thưa chị, điểm mạnh của em là không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gái gú luôn. Em có thể làm được tất cả cái công việc ở nhà nhưng mà em ít làm. Với lại em hơi nhút nhát trong chuyện cua gái, cua với không được nên sợ chứ anh. Được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình, một năm, nhưng mà chia tay khoảng 4-5 năm rồi. Đúng là nhút nhát thiệt. Có một mối tình thôi mà quen có 1 năm, chia tay 4-5 năm rồi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức. Hồi xưa đi học thì cũng chỉ lo học. Sau này đi làm thì cái trong công ty mấy anh thì cũng có, nhưng mà người ta lập gia đình hết rồi đó chị. 25 tuổi chưa mối tình nào mà gọi là chính thức hết. Dạ chưa được hôn. Chưa được hôn? Dạ chưa được hôn. Bên đây bữa nay quyết tâm không? Bữa nay quyết tâm hôn nha. Quyết tâm luôn anh. Quyết tâm, ta nói quyết tâm hôn đi. Quyết tâm nha. Quyết rồi. Tâm hôn. Ừ. Vậy mạnh mẽ lên. Quyết tâm hôn được rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em gái? Dạ mong muốn của em là tìm một người bạn trai, thứ nhất là cao hơn em 1m7 trở lên. Rồi dạ. Em mét mấy? Dạ em 1m67 anh. 67 hả? Dạ cao à. Hiếu xíu được em? Dạ anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? 68 em. Ừ đi sát rút luôn được không? Dạ vậy cũng được. Gì nữa? Dạ người Bình Dương anh. Bình Dương, ta ở Tân Nguyên Bình Dương luôn rồi. Không, em ở hữu thành phố Dầu Một anh, em làm Tân Nguyên. Thì cũng Bình Dương. Bình Dương rồi, trời ơi. Thì còn gì nữa? Một người thì chín chắn, không có tính chi ly tính toán. Chín chưa? Chám chín chín. Gần chín chín đúng không? Dạ. Ừ, gần chín chín còn gì nữa em? Dạ, điềm đạm, chu đáo, lịch sự, lễ phép với người lớn là được anh. Cái đó là anh có đủ em ơi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì giống diễn viên Song Joong Ki á anh. Hả? Song Joong Ki hả? Dạ. Bên đây cũng giống lắm rồi nha. Em chắc em á, em Song Joong Ki. Là em Song Joong luôn đúng không? Chắc vậy đó anh. Còn em muốn người yêu lý tưởng như thế nào? Em chỉ cần người kính trên nhường dưới. Rồi. Hiền, lễ phép. Đừng có lằng nhằng quá. Tối ngày cứ cằn nhằn anh. Cằn nhằn. Giống mẹ em thích. Cái gì vậy? Mẹ phải cằn nhằn con tại mình đi chơi hoài. Không, cằn nhằn ba chứ không phải cằn nhằn con. Ba, mẹ phải cằn nhằn thôi chứ. Nếu ba làm bậy sao? Nếu mà ít thì được anh. Nói là mình biết mình sửa được rồi. Chứ cứ cằn nhằn người sáng tới chiều, người sáng tới chiều. Mẹ cằn nhằn hoài em thích mẹ hả? Dạ có, mẹ phải thích chứ anh. Không được nói vậy không, nha. Không tính đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Em dễ thôi, chừng 1m3 trở lên. 1m53 trở lên. Ừ.
được, cũng hài hước. Không thích đối phương cái gì? Không thích là phụ nữ xe xua quá. Xe xua, xí soạn được không? Cũng được anh. Để anh coi đàn gái sao. Dạ, trời, chào anh. Dễ thương quá, thích sông Dông Kỳ lắm hả? Dạ, đẹp trai anh. Đẹp trai hả? Anh này nó cũng hơi giống giống sông Dông Kỳ á. Có duyên á, hài hước được. Dạ. Em ghét nhất tật xấu người đàn ông là gì? Không hút thuốc. Ghét một người không hút thuốc. Về hút thuốc em. Về hút thuốc, được không? Em dạ, muốn hút thuốc hả? Được. Dạ không. Chứ này em mới không... Không thích đàn ông hút thuốc. À, tôi qua tôi coi nha. Đưa ra tiêu chuẩn rồi tôi coi đúng vậy à. Rồi hồi về đòi hỏi nãy kia nó là không được đâu nha. Chừng nào kết hôn? Khi nào phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Không quan trọng thời gian. Không quan trọng thời gian. Dạ. Chào em. Chị. Trời ơi, trong Dông Kỳ hả? Cao 1m68 hả? Hơn được nút hả? Dạ. Chừng nào kia tiến tới hôn nhân được em? Càng sớm càng tốt. Chỉ càng bạn nữ đồng ý là được. À, tóc mình cũng giống Hàn Quốc ha. Dạ. Quăng 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 lọn lọn. Vậy này là được. Hơi hướng Hàn Quốc nhưng mà nó chưa tới Hàn Quốc. Ừ. Nó mới tới Phú Quốc à. Chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Cụ thể là có cái gì rồi? Tiền bạc thì chuẩn bị xong hết rồi. Xong hết rồi? Dạ, có em có nhà tài trợ chị. Ai tài trợ? Dì em. Dì em tài trợ? Dạ. Bao nhiêu phần trăm? À, dì nói cứ làm đi, có nhiêu có đưa hết. Thiệt không? Dạ. Coi như là giờ dì lo hết. Dạ. Rồi ok, vậy là vừa đúng ý bạn gái. Trời, cái lỗ tai tốt ghê, lỗ tai này giàu lắm luôn á. Biết chừng nào giàu nhưng mà giàu lắm á. Em trai rồi. Đi với ai? Dạ em đi với ba em. À, có bác trai hả? Chào chú. Dạ, dạ con chào bác. Xin chào MC Quyền Linh với Cát Tường. Dạ. Tôi là ba của Minh Hoàng. Dạ. Cháu thì duyên nợ thôi, thì có cơ hội gặp nhau thì chú sẵn sàng tiến tới hôn nhân cho hai cháu thôi. Chú là anh em có xuôi mà chú lớn tuổi rồi cũng chưa có xuôi ra. Thành ra mới cũng có, nếu có dâu thì chú cũng mừng lắm. Chuẩn bị hết chưa chú? Có hết rồi. Nó mà có vợ là chú chạy chắc trước nhất á. Để chú mừng là có dâu mà. Dạ, rồi hy vọng vậy nha. Ba lo là có gì. Cảm lo ơn chú. Nữa. Cảm ơn chú. Em gái mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, cô em và chị. Rồi cho dạ, chị gặp mẹ em luôn. Chào cô. Chào MC Nguyễn Linh. Dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Lan Hương. Cháu bữa nay thì ngoại hình thì cũng gọn gàng, cũng được, thấy cũng hiền. Đến nay thì thôi cũng cái duyên của hai đứa thì tụi con cũng cho nhau cơ hội đi. Tôi là cô của Lan Hương thì cô cũng ủng hộ tụi con hết mình. Rồi, cảm ơn cô, mẹ cô ủng hộ luôn rồi ha. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Để coi xong dòng dòng gì không biết. Mở rào. Rồi. Đó. Dạ em cảm ơn anh. Đó, em đứng cho cổ ngắm coi cổ thấy giống sông Dông Kỳ không? Nhìn đi em, giống không? Dạ không giống. Không giống. Rất là thẳng thắn. Trong cái hồ sơ mà đăng ký tham gia, bạn gái có ghi đó là không có thích đàn ông chua lè chua lét. Nghe cái mùi chua là không có thích rồi, dị ứng. Vậy cái việc đầu tiên đó em kiểm tra coi có chua gì không? Không anh, em nãy em mới xịt hai chai dầu thơm rồi. Hai chai dầu thơm luôn hả? Dạ, hồi nãy tặng hoa thì em không có nghe mùi à, nghe mùi thơm. Vậy hả? Dạ. Anh thấy em dễ thương. Và cái nói chuyện anh cũng thấy em chắc là người hiền lành và hiểu tâm lý. Dạ, em thấy anh thì cũng lịch sự. Nói chung là ăn nói cũng nhẹ nhàng. Cỡ anh được bao nhiêu phần trăm của em? Dạ, được tầm 60%. Vậy anh cũng mừng à. Cuối tuần anh có hay dọn dẹp đồ không anh, nhà cửa? Anh nếu mà nhà dơ hay là dọn dẹp cái gì mà anh thấy không được là anh dọn hết à. Nhưng mà ít khi nào nó dọn lắm. Nhưng mà có gì mà nếu mà mình quen nhau thì anh có động lực anh dọn hàng ngày. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Thường anh ở nhà không à, anh ít đi chơi lắm. Lâu lâu có bạn rủ cà phê rồi anh mới đi. Anh thì cũng ít có nhậu nhẹt lắm. Chỉ có tiệc tùng hay là đám đồ anh mới nhậu thôi. Dạ vậy quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh? Anh quan niệm bây giờ là yêu là cưới em. Yêu không cưới thì thôi, đừng yêu tốn thời gian. Quan điểm của em thì là yêu thì chân thành và không vụ lợi trong tình yêu. Đến đây là cũng là cái duyên. Nên anh cũng hy vọng cho em, cho anh cơ hội. Bấm nút. Nếu như em cho anh cơ hội, anh không hứa sẽ dẫn em đi mặn chân trời cuối biển. Anh sẽ hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời. Như đó đủ rồi chị. Rồi, vậy được rồi. Đi tới cuối cuộc đời phải không? Đời dài lắm. Đặt tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm đi em.
kiểm tra lại con tim của mình xem bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1, 2, 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Đó, bây giờ nắm tay nhau đi. Trời, hồi nãy quyết tâm cái gì? Quyết tâm sao? Nãy nói gì đó? Xin phép. Con xin bé gái xin phép cô cho con hôn bạn. Máy điện thoại giùm em đấy. Dạ. Tập trung lại mình bắt đầu phỏng vấn. Dạ. Vâng, bây giờ thì chị Hiền giới thiệu cộng một số những cái thông tin cá nhân về họ, quê quán, nghề nghiệp và nơi ở hiện tại nhé. Yeah. Chị ơi, có cái quạt bên cạnh ấy, nó đang bị ù. Dạ vâng, chị là giới thiệu lại dùm em vừa không nghe được thông tin. Em tên Hồ Thị Hiền, quê quán của em là ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang sinh sống ở Tây Ninh. Chị làm ở đâu? Em làm giáo viên. Giáo viên cấp mấy chị? Dạ, cấp 1. Ở trường nào chị? Tiểu học Lợi Tận. Trường tiểu học. Trường tiểu học Lợi Tận. Chị Hiền có những điểm nếu gì nhỉ? Cứ chủ động thoải mái chia sẻ nhá, thì mình có để liên tục. Ôi chị, chị em giáo viên mà chị biết mày chứ. Có sợ trường chị là gì? Chị bình thường không có gì nổi bật, cũng không có gì mà hết. Rồi vậy tình trạng hôn nhân của chị Hiền là thế nào? Em ly hôn em. Dạ, ly hôn từ kết hôn từ năm ly hôn nhiều à? Kết hôn năm 2021. Mà đã có cháu nào chưa ạ? Dạ có, bé học lớp 1 rồi. Có một bé học lớp 1. Tâm chia sẻ cùng em một chút về cái hôn đang do bằng chia nhau. Chia tay nhau hai bên có thầy chồng em bố phụ. À. Thế bắt đầu anh ấy có chưa rồi hay là mới được gặp anh sao? Tuyết công suất. Từ hồi cưới về tới giờ. Từ hồi cưới về đến giờ. Thì năm 2021 chị quyết định là đi. Dạ. Bây giờ tao hỏi một chị thì chị đăng ký tham số không ạ? Vâng. Dạ. Thì cái hình mẫu sao bây giờ chị có nhu cầu kiếm nữa không? Tại vì em cảm thấy tìm một cửa còn lại mình coi như là mình cảm thấy trước cái giờ nó không may mắn, thì mình muốn tìm một chút may mắn cuối cùng. Nhưng mà tìm cái may mắn rồi bây giờ thì chị miêu tả về cái hình mẫu người trai ấy mà muốn hướng tới cái chương trình tìm kiếm tới cho chị á nha. Thể như chị ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì bình thường, không có gì nổi bật cũng được. Tính cách thì có hòa đồng, cởi mở với lại vui vẻ, không có đáp nhiều được. Chồng trước của chị có cái tính
Dạ không. Là chị Út chứ đúng không? Thì mẫu của cái người bạn trai đó gì thì có phải ở Tây Ninh hơn, hoặc anh ở đâu cũng được hay sao? À, ở Tây Ninh càng tốt. Ví dụ là sao chị? Nói chắc là ở Tây Ninh hoặc là các tỉnh gần Tây Ninh là được, đừng có xa quá. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Hiền nha. Thì hôm nay thì sẽ là buổi cắt phỏng vấn. Trước sau nếu thì sẽ trực tiếp liên hệ và làm việc với chị phần nội dung nhé, để tìm mảnh ghép hợp nhất cho chị nhé. Dạ vâng ạ. Gì? Dạ, điểm mạnh của em là em sống rất là tình cảm và chăm lo quan tâm cho gia đình. Còn điểm yếu thì mình tỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài nhưng mà bên trong thực ra mình cũng rất là yếu đuối. Yếu đuối là như thế nào? Mỗi lần yếu là có khóc thì là như thế nào không? Dạ không, ví dụ như là gặp tình cảnh á, mình xem phim hay là mình nghe một cái bản nhạc buồn thì mình cũng dễ bị tủi lòng đó. Dạ, nhưng mà bên ngoài thì mình luôn luôn là mình tỏ ra mình mạnh mẽ. Thật ra thì cái việc đó nó cũng không có cần thiết lắm. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Về những cái tật xấu này kia của em thì có cái tật xấu nào thú vị không? Dạ. Thì em thấy là mình nghiêng về sống nội tâm nhiều hơn. Em thích nghe Pháp chia sẻ những cái suy nghĩ sâu sắc. Còn tật xấu thì em cảm thấy là như là chắc mình đang tu tập á, nên là mình đang bớt đi. Trước trước đó thì có thể là mình cái tôi của mình hơi cao nhưng mà bây giờ thì nó đã bớt rồi. Là đang tu tập luôn hả? Đang tự tu tập tại nhà hay như thế nào, hay là có tham gia các khóa tu gì không? Dạ không, em tu tập tại nhà. Dạ. Ok. Nói chung là em cứ chủ động chia sẻ vào bản thân mình ha. Tại vì ở đây á là tụi chị sẽ chủ yếu nghe những cái chia sẻ chính của em trước, còn thiếu những thông tin gì thì là biên tập ở đây sẽ hỏi thêm ha. Để thứ thấu thì mình cũng tự chia sẻ vào bản thân mình thôi ha. Thấy tức nha. Dạ, cái thằng mộng em muốn thì là phải là một người săn chắc, có biết chăm lo về sức khỏe bản thân. Thì cũng giống như em vậy, em cũng rất là chú trọng về sức khỏe của bản thân mình, rồi biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe người khác. Nếu mà có một công việc ổn định nữa thì càng tốt, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nữa thì càng tốt ạ. Thì em năm nay cũng là 30 tuổi rồi, thì trước đó là em hướng ra bên ngoài nhiều hơn, em lo về công việc nhiều hơn. Nhưng mà khoảng thời gian mà trước dịch và sau dịch thì em chú trọng vào bản thân mình. Em đi tìm mình là ai, trả lời những cái câu hỏi đó là mình muốn gì, mình thực sự trở thành người như thế nào, và sau đó mới có thể yêu thương người khác được. Thì đến bây giờ em cảm thấy là thời điểm này là một thời điểm vô cùng là thích hợp để mà em đi kiếm một nửa còn lại của em. Trước đó thì chủ yếu là trong thời sinh viên thôi, em có một số mối tình nhưng mà nó không có sâu sắc, không có lâu bền. Chỉ là lúc đó hai bên cũng chứng tỏ cái bản thân cá nhân của mình, cái tôi cao, nên là những cái mối tình rất là ngắn ngủi, diễn ra trong khoảng thời gian là sinh viên thôi. Còn bây giờ thì là em không có ai hết, cũng đã năm sáu năm nay rồi. Lý do tại sao vậy em? Dạ là do em hướng vào bên trong, em hướng vào bên trong nhiều hơn. Em thực sự đi tìm mình là ai, mình muốn gì, mình thích gì, và em cũng chăm sóc vào cái đời sống sức khỏe vật chất, sức khỏe về tinh thần nữa, sức khỏe vật chất và tinh thần nữa. Rồi có nghĩa là năm sáu năm em hướng về bên trong là em không tìm thấy những cái người phù hợp. Dạ có người phù hợp, nhưng mà là do là mình quá tập trung vào bên trong mình đi, nên hôm nay có thể mình bỏ lỡ, không có đủ duyên, nó chưa có đúng thời điểm. Và bây giờ em cảm thấy là mình đúng thời điểm rồi, có thể trước đó đúng rồi nhưng mà chưa đúng thời điểm. Có nghĩa là bây giờ như thế nào mà em cảm thấy là đúng thời điểm? Dạ có nghĩa là bây giờ em đã hiểu mình là ai, mình muốn gì, mình muốn trở thành người như thế nào. Và rồi ok, nói cho chị biết nè em. Dạ. Nói cho chị biết em là ai, đừng nói chung chung nữa ha. Em hãy nói cho chị biết em là ai. Ví dụ tôi là thiên thần, tôi có 100 cái tay hay là gì gì đó. Nghĩa là chị cần biết 5-6 năm đó em đã khám phá được gì cho bản thân em, và bây giờ em hãy chia sẻ những cái điều đó với mọi người. Dạ ok chị.
năm 6 năm qua em quyết định là đi vào tìm kiếm bên trong bản thân của mình. Rồi em hiểu ra rằng là mình là một con người hướng nội. Mình rất là thích chăm lo, chăm sóc cho gia đình. Mình rất là thích được làm những cái công việc mà có thể quan tâm, chia sẻ, chăm sóc cho người khác và dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn là mình hướng ra bên ngoài. Mình đi làm những cái công việc không đúng với sở trường của mình. Và em đặc biệt chú trọng vào sức khỏe của bản thân. Alo, chương trình nói dạ. Còn nghe em đang nghe em chia sẻ đó, quan trọng là em chia sẻ đó, em cảm thấy đủ hay chưa thôi. Dạ em cảm thấy đủ rồi. Cái mẫu hình vậy bây giờ em muốn một người như thế nào nè? Em thấy một người như thế nào sẽ phù hợp với em và em sẽ đón nhận người đó, chứ nhiều khi em bây giờ em đã hiểu bản thân em nhưng bạn đó nhiều khi chưa hiểu bản thân bạn đó nữa, sẽ còn nhiều sai sót đó, thì làm sao chấp nhận người ta? Dạ đúng rồi, thì trong cái quá trình mà mình đi tìm kiếm đó, có thể là bây giờ mình cảm thấy là mình muốn trở thành con người như vậy, nhưng mà có thể những năm sau thì mình cái hình tượng của mình còn cao hơn nữa, mình muốn trở thành một con người tốt hơn nữa đó. Cái hình mẫu của em đó là một bạn kiểu giống như là rất là có bản lĩnh, như là những người lính á. Nếu mà làm trong cái công việc mà quân đội thì cũng tốt ạ. Em rất là thích những cái bạn làm trong quân đội. Săn chắc, có bản lĩnh, thích đọc sách, thích những chia sẻ sâu sắc, chiêm nghiệm về cuộc sống. Về tuổi tác thì như thế nào em? Dạ tuổi tác là có thể bằng hoặc lớn hơn em. Và chưa lập gia đình trước đó. Rồi có điểm gì mà em không thích ở người bạn trai không? Cái điểm mà em không thích có thể đó là cái tôi quá cao, quá gia trưởng. Rồi, ok Duyên ha. Thì chị thấy là em cũng có cái sự chủ động của mình để chia sẻ rồi. Sau cái buổi cách này nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết ha. Và sẽ có một buổi để mình làm kỹ nội dung với biên tập, từng biên tập đây. Nếu mà ai chọn em để mình sẽ trao đổi nội dung kỹ hơn, nhiều hơn, để mình chuẩn bị cái chung nó chi tiết, chứ nó không có chung chung ha, khi mình lên sân khấu mình chia sẻ ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn Duyên nha. Dạ em cảm ơn các anh chị nhiều ạ. Rồi chào em.